Ngày 19 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết, phường vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nam thanh niên 23 tuổi trú tại quận Hai Bà Trưng tử vong sau khi đi tắm tại bể bơi công viên tuổi trẻ ở phường Thanh Nhàn. Ủy ban nhân dân phường Thanh Nhàn cho biết ban đầu xác định anh này tử vong do đuối nước. Khu vực anh tắm có mực nước sâu khoảng 1,15 m, trong khi nạn nhân cao hơn 1,7 m nên cần điều tra làm rõ cụ thể. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân không bị va đập, không bị chấn thương não. Các cơ quan chuyên môn đang kiểm tra những mẫu xét nghiệm khác để đưa ra kết luận cuối cùng. Phường cũng đang yêu cầu trong thời gian này, bể bơi bên trong công viên tuổi trẻ tạm dừng hoạt động. Trước đó vào chiều 17 tháng 6, anh này đến khu vực bể bơi bên trong công viên tuổi trẻ tắm và bị đuối nước. Ngay sau khi phát hiện sự việc, một số người tại bể bơi đã đưa nạn nhân lên bờ, tiến hành sơ cứu và gọi cấp cứu, song nam thanh niên 23 tuổi này đã tử vong.